Cái ngưỡng hiện tại nó ok để chú đi một chuyến đi xa mà không cần phải lo kính gương đồ này nọ, kit cái thứ là ok ổn rồi. Những cái này thì con sẽ note lại nha. Khi nào mà chú cảm thấy mình rảnh á thì chú mang xe qua thì con sẽ tiến hành lắp đặt lên sẵn hết cho chú luôn. Rồi tới ngày thì chú cứ đi bình thường. Rồi tới khi về thì chú về lại chú trả lại đồ cho con là được, không sao hết. Mình sẽ duy trì cái dịch vụ này cho đến khi mình cạn tiền trong cái quỹ đó, mình có bỏ một cái số tiền rất là lớn vô trong quỹ đó. Thì nó cao vậy nè các bạn. Thì càng ngày nó dài. Cứ mỗi một người nó dài. Dài. Cho đến khi hết, khi nào mình kinh doanh được hơn, mình có nhiều tiền hơn, cái quỹ mình to ra nhiều hơn thì mình sẽ hỗ trợ luôn cả những cái phân khúc mà đi ngắn ngày. Ví dụ bây giờ là 30 ngày trở lên thì nó sẽ là 20 ngày trở lên chẳng hạn ha. Đó thì đây là cái hành trình mình hỗ trợ chú. Chà, bây giờ phải kêu bằng chú quá. Chú, vô đây chú. Chú đi xe gì? Chú để kia rồi. Xe máy hả? Ừ. Sandero 150 á. Chắc chú chạy vô đây cho con luôn đi, con kiểm tra xương xương cái xe đã. Không có, chú tính là tại vì sẵn chú đi lên trên này. Dạ. Chú gặp con tại vì chú thì còn khoảng 1 tháng nữa chú mới đi. 1 tháng nữa có nghĩa là rơi vào đầu Tết luôn. Đầu Tết á. Dạ. Thành ra chú chỉ muốn trao đổi với con để có cái là ví dụ như mà là ngày nào mà con rảnh con rỗi đó thì chú sẽ có dịp lên đây nữa. Tại vì sắp tới thì gần Tết thì con không hứa được là ngày nào con rảnh thì con đi suốt à. Cho nên nó là tới bây giờ con cũng rảnh được khoảng 2-3 tiếng nữa. Yeah. Cho nên là giờ con sẽ tư vấn cho chú những cái món đồ hay là những cái hỗ trợ tốt cho chuyến đi của chú. Con sẽ soạn sẵn luôn. Tới ngày chú đi thì chú cứ gần tới ngày, ví dụ như là 28 nghỉ thì 26 chú có thể qua lấy, chú chuẩn bị hết. Rồi mùng 4 thì chú cứ đi thôi. Tại mùng 4 con đâu có làm việc. Đúng rồi, thì bởi vì chú mới tính chú hỏi con để mình biết cái lịch con làm. Dạ. Thì bây giờ con sẽ tư vấn cho chú những cái món cần thiết. Chắc là qua lấy xe quá. Dạ, chú qua lấy xe cái. Chú con muốn quay lại cái quá trình con tư vấn cho chú nha, để con làm cái tư liệu á mà. Dạ. Con quay lại không phải là quay làm cái gì nghiêm trọng đâu. Rồi, không sao. Dạ. Thì bây giờ chú đi bao nhiêu ngày ta? Chú có cái lịch, chú làm lại cái lịch, tại vì chú đi khoảng tới 38 ngày nha. Giờ lên tới 38 lần hả? Xe này đi tour sướng rồi, xe này thì không có gì phải bàn. Thì thực ra thì con chỉ quan tâm về những cái vấn đề an toàn của chú thôi. Là bây giờ á, chú đi 2 người hả? Chú đi 2 người, chú với bà xã. Rồi vậy thì cái mà quan trọng á, cái yên này chắc được nè. Nhưng mà 2 người thì ok, bây giờ nó vậy đi. Con sẽ cố gắng hỗ trợ cho chú một cái bộ khung ha. Tại vì đi một quãng gian xa như vậy thì 2 người thì rất là nhiều đồ. Cái khung phía sau này hả? Chú nghĩ là chứ không cần. Giờ chú tính làm sao? Chú cái này được rồi, chú chỉ có cái là cần con hỗ trợ cái giỏ thôi. Cái túi to đúng không? Túi thôi. Chú có tính được những cái món đồ mình mang theo chưa? Có. Bây giờ nha, chú lấy một cái túi vừa đủ to, có nghĩa là một cái khoảng to cỡ này thôi. Rồi một cái chú gắn 2 cái túi bên hông đi. Thực sự là nên có túi hông cho một cái hành trình dài như vậy. Thì chú để cái này nè, mình tính tới cái chuyện vậy nè, nó cơ tưng vậy nè. Nó cứ vậy nè, khả năng rất cao là trong hành trình chú là cái này nó rớt ra nè, nó gãy á. Chú đi Tết thì không ai làm việc đâu. Có thể là sẽ không tìm được những cái nơi mà fit xử lý được cái này đâu. Cho nên là mình đi một cái túi vừa đủ thôi. Ví dụ có 40 lít, 66 lít, 90 lít thì chú đi cái túi 66 lít là để những cái dụng cụ ok. Rồi 2 cái túi bình hông để những cái trang thiết bị đồ nghề sửa hay là cái gì đó. Nó ra cỡ này. Nó sẽ cứng thôi. Nghĩa là nó nằm ở đây hoài luôn nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng còn sao. Để con ngồi thử nha. Còn không thì thùng sau và 2 túi. Tại cái thùng thì cô có thể dựa nè. Chú có thể là cái túi sau này. Rồi cái túi sau. Dưới cái túi phía trước này. Rồi cái túi hít bình xăng. Nó chỉ có 25 lít thôi nha. Cái đó không vậy. Phía cái phần này khỏi đi. Phần 2 này khỏi chú hả? Chú sẽ gói ghém đồ nè cho nó nhỏ gọn nhất. Dạ rồi đó. Để con note lại nha. Con nghĩ là chú nên cân nhắc mình đem dư chút xíu. Tại vì nè, khi chú đem hơi dư mình cảm thấy trong hành trình không cần, mình có cái lựa chọn là mình sẽ gửi ngược lại về Sài Gòn cho người khác sử dụng giữ giùm. Còn nếu mà chú mang thiếu thì con sợ là lên đó chú không có chỗ mua. Đi gần Tết mà. Tại vì một mình con đi bình thường á, con đi 3 ngày. Túi này với một cái túi sau đây con đi nó cũng vừa đủ thôi. Chú dùng trình dài như vậy. Cái ý của chú vậy. Dạ. Sẽ gói ghém đồ này. Chú nghĩ là hạn chế tối đa đúng không? Dạ. Túi cho nó đỡ rườm rà vậy đó. Hít bình xăng. Rồi, ok, vậy là về vấn đề chứa thì mình đã xong. Giờ vấn đề đèn đi chú. Chú có đi đêm không? Mà con nghĩ là dù cho chú không đi đêm thì chú cũng phải cần cái đèn. Nghĩa là đèn trợ sáng. Chú đi tốc độ khoảng bao nhiêu ta?
chú thì đi chắc khoảng từ gặp 80 trở lại thôi. 80 trở lại hả? Giờ con lên cho chú một cây đèn đủ tốt, cây đèn to. Giờ chú muốn gắn đèn ở đâu? Theo chú thì mình chú nghĩ có thể là mình gắn dưới này được không? Rồi, giờ con gắn cho chú một cặp đèn to, nó nằm đây. Thì một cặp nó sẽ là hỗ trợ cho chú được rằng là một trong hai cây hư thì mình vẫn còn gài cây, cho nên mình đi một cặp đèn. Bây giờ là tới vấn đề điều khiển nó làm sao cho nó hợp lý. Rồi vậy bây giờ để cho nó bền nhất á, thì con sẽ đi một cái bát ở đây. Đi ra đây, nó sẽ có hai công tắc ở đây. Một cái là bát sinh, có nghĩa là nháy 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 để mà sinh đường á. Thật ra cái sinh đường rất quan trọng nha. Vô trong cái đèo của nó bị khúc vậy nè. Đôi khi cái đèo nó khá là hẹp nhưng mà cái góc cua nó cao. Thì mà đi đêm á thì chú cần phải nháy. Qua kèo mà chú cảm thấy là đằng trước chuẩn bị có người á thì chú nháy cái, nháy nháy. Gọi là bát sinh á, sinh đường á, nó khá là quan trọng. Dạ đúng rồi, nó giống như cái nút này nè. Thì nó xuống đây, cặp. Thì bên đây là bát sinh. Ngay dưới nút càng này là cái nháy nháy. Còn bên đây là on off, bật. Ví dụ mà đường tối mà chú đi có mình chú à, thì chú bật full lên chú đi cho nó sướng. Rồi khi nào chú không đi nữa thì chú tắt. Rồi bây giờ thêm cái vấn đề an toàn đi. Chú có nghĩ là mình sẽ bị cướp không ta? Bị cướp, bị trộm, nhìn cảnh chú ăn ở đâu chú nghĩ thì đi thì chủ yếu thì chắc chú nghĩ là nhà nghỉ. Vậy thì con sẽ bỏ qua cái vấn đề là chú camping đi, nghĩa là cắm trại thì mình sẽ bỏ qua. Rồi. Chú cần á thì con có thể hỗ trợ, con có sẵn. Thôi chú nghĩ vậy là mình sẽ bỏ qua. Thôi, bỏ qua cái liều đi. Chú nghĩ là mình cần một bộ chống trộm không? Chắc chú nghĩ là chú có thể là một chống cướp thôi chứ không chống trộm. Chống cướp mà để mình tránh những cái chuyện không hay. Con cũng mới nâng cấp cái shop mình lên ở một cái bộ kit cho cái việc sửa chữa, là bao gồm tất cả những cái khóa sửa xe rồi vá bánh, có cả một bộ vá và một bộ bơm và cả luôn cả những cái cây nậy á. Thì con bắt đầu cho làm mình cũng chưa xài những cái cây này. Cái này thì không có cần nậy đâu. Tại vì cái thằng này cái này là không ruột. Xài ruột. À, con này xài ruột hả? Ừ. Chết cha, con này nó xài ruột hả ta? Nó cũng khá là dễ, không có gì khó, nó khá rất là đơn giản. Thì trong bộ kit của con sẽ có cái đó luôn. Nhưng mà đến những cái đoạn mà nó thuộc dạng đêm hay là những cái mà chắc chắn sẽ gặp những cái tình huống người dọc đường á, người dân hoặc là những người trong Tết này sẽ rất nhiều người đi, thì chắc chắn chú sẽ gặp một vài trường hợp là người ta bể bánh thì đó, thì con chỉ mong là chú sẽ dừng lại chú hỗ trợ thôi, chỉ cần vậy thôi. Con sẽ hỗ trợ tất cả những cái đồ nghề đủ thì mình hỗ trợ. Dạ đúng rồi, cho chú thì cũng dễ vậy. Nó sẽ giúp cho chuyến đi chú rất là hay, rất là thú vị á. Thì một bộ kit nè, chú thấy mình có cần giáp. Bây giờ đi một cái hành trình xa như vậy thì cái thứ mà chú mặc trên người rất quan trọng. Chú muốn con hỗ trợ cho chú với lại cả cô một bộ giáp luôn không? Chú chưa mặc giáp bao giờ á, thì khi mà chú mặc vô cảm thấy nó bức bối khó chịu lắm. Những người mà con đi chung á thì họ chọn một cái áo giáp, là áo thôi, phần áo thôi. Chân á thì họ xài bó gối. Thì cái phong cách này là phong cách cho chú đi rất là sướng, nó đi rất là thoải mái. Nhưng mà khi có sự cố thì cái mức độ an toàn của nó rất là khá là thấp, nó không bằng full. Chú sẽ cũng nghĩ là cho chắc chú chọn theo cái cách mà con mới vừa nói là vậy thì sẽ là hai cái áo cho cô với chú với lại những cái bó gối thì nó sẽ bị mưa và nó sẽ bị lạnh, thì sẽ là một bộ áo mưa nữa cho cả hai bộ mưa, mặc áo mưa bộ đi cho nó an toàn. Áo mưa bộ, ok. Rồi con nghĩ là chỉ như đó thôi. Cái chỗ sạc điện thoại. Cái giá đỡ đúng không? Giá đỡ điện thoại và sạc. Một cái giá đỡ để chú để đâu đó chú thích ha. Rồi thêm một cái sạc nữa. Trên cái giá đỡ nó có sạc rồi. Nhưng mà con sẽ gắn cho một cái sạc rời cho chú nữa. Để sạc liên tục được, nó không sợ, không hư hao, không gì hết. Nhưng mà chú phải mua kèm dây nha. Ok, cái này ổn. Cái ngưỡng hiện tại nó ok để chú đi một chuyến đi xa mà không cần phải lo kính gương đồ này nọ, kit cái thứ là ok ổn rồi. Rồi những cái này thì con sẽ note lại nha, khi nào mà chú cảm thấy mình rảnh á thì chú mang xe qua thì con sẽ tiến hành lắp đặt lên sẵn hết cho chú luôn. Rồi tới ngày thì chú cứ đi bình thường, rồi tới khi về thì chú về lại chú trả lại đồ cho con là được, không sao hết. Con vẫn khuyên được lòng là chú nên lấy cái thùng Givi, nó có tựa lưng cho chú nè. Thì những cái trường hợp khẩn cấp, thắng gấp hay là lên ga nhanh á thì cái người ngồi sau nó không có đập vô, nó sẽ rất là nhẹ nhàng cái lưng người ngồi sau. Và mời khi mà họ mệt á thì họ có thể dựa. Cái thùng á thì con sẽ có hai cái túi nhỏ, cả hai cái túi đây để chú đựng đồ nghề và cả dụng cụ xịt sên, chú phải mua dụng cụ xịt sên để mang theo. Cái xịt sên này khá là quan trọng á. Hoặc chú có thể mua nhớt mang theo, thì mình sẽ để hai cái bị đó. Nó sẽ nằm gọn ở đây nè, phần này. Con cũng hay mang theo. Cái thùng với hai cái túi này nó sẽ bằng với cái bị của chú. Mà quan trọng là cái thùng nó sẽ khá là an toàn, không sẽ bị trộm cướp. Giống như gửi xe vô nhà nghỉ, chú vô chú nghỉ thôi chứ không cần quan tâm lắm. Còn cái kia thì nó hơi cồng kềnh cho vấn đề dây đồ.
Thì chú suy nghĩ kỹ đi. Rồi, okay. Con vẫn khuyên chú là nên lấy cái thùng. Suy nghĩ lại để cho cái nào nó phù hợp. Dạ. Dạ thì con quên nãy tới cái còi. Ok ngon rồi. Rồi những cái này còn mới hết cho nên là không có gì phải kiểm tra. Nãy con chỉ coi cái phục á, phục chú có nó có an toàn không thôi à. Dạ rồi, thì con nghĩ là nhiêu đó chắc con không biết là chú cần cái gì nữa. Hoặc là từ giờ tới đó chú cần gì chú có thể nhắn thêm cho con. Thì chú nhắn thêm. Dạ. Rồi ok. Thì tất cả những cái này con sẽ muốn trình bày trước với chú là tất cả những cái đồ con hỗ trợ chú là mượn trong cái khung mượn. Thì kể cả nó có hư thì chú nhớ mang về cho con là được rồi. Ok. Dạ 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 chú. Rồi thôi vậy cảm ơn nha. Dạ dạ rồi, chú với cô về đi. À cái nón nữa, quên con nhớ rồi cái nón. Chú đội nón gì chú đi vậy? Cái nón 3/4. 3/4 hả? Cô cũng đội 3/4 đúng không? Ờ. Ok vậy được rồi. Từ 3/4 có kiến nha. À, có kiến. Đó vậy nha chú. Rồi vậy chào. Dạ con vô con làm việc nha. Dạ dạ. Ok, thì các bạn hay hỏi mình là ủa gần video gần đây nhất nè, sẽ có người cũ co và cả những người mới thì mình sẽ duy trì cái dịch vụ này cho đến khi mình cạn tiền trong cái quỹ đó, mình có bỏ một cái số tiền rất là lớn vô trong quỹ đó. Thì nó cao vậy nè các bạn, nhiều cái này nè, thì càng ngày nó dài, cứ mỗi một người nó dài cho đến khi hết. Mà những cái nhóm mà mình hỗ trợ mà chưa về á, nghĩa là mình sẽ cạn, mình sẽ dừng lại. Thì tốt đó mình sẽ dừng, lúc đó mình sẽ thông báo. Còn bây giờ mình vẫn còn mức này, nghĩa là thêm người nữa thì vẫn xuống. Có nghĩa là tất cả những đồ mình hỗ trợ là tiền của mình bỏ vào cho những cái sản phẩm này. Thì tất cả những cái gọi là hỗ trợ gọi là chỉ là cho mượn thôi. Mình chỉ có thể cho các bạn mượn đi. Đương nhiên là khi các bạn đi về mình sẽ lấy lại rồi để hỗ trợ cho người sau. Nghĩa là mình bỏ cục sản phẩm vô trong đó rồi nó sẽ im vậy luôn. Nghĩa là nó sẽ vận hành một cách là người này sử dụng xong rồi cho người kia. Cho nên là nếu như các bạn có nhu cầu đi mà về sản phẩm mà mình có kinh doanh thì các bạn có thể qua tham khảo. Mình sẽ hỗ trợ cho những người đi trong một chuyến hành trình dài. Thì mình sẽ góp quy định nhỏ nhỏ là trên 30 ngày và trên 3.000 cây số. Tại vì những chuyến đi ngắn ngày hoặc là những chuyến đi ít km có rất nhiều người đi. Mình mà hỗ trợ cho những người kia luôn thì mình sẽ không có xoay kịp cái đồng vốn của mình. Nghĩa là mình sẽ không có đủ chi phí. Cho nên là mình chỉ hỗ trợ như vậy để mình bớt người hỗ trợ lại. Hỗ trợ cho những chuyến đi dài và xa thật sự á. Thì đó là hỗ trợ cho mượn nha, nếu như các bạn chưa biết. Đó thì đây là cái hành trình mình hỗ trợ chú. Thì sắp tới sẽ có một chị nữa nhưng mà mình cũng không biết là từ giờ tới Tết thì còn bao nhiêu người. Từ bữa giờ mình cũng nhận nhiều tin nhắn lắm nhưng mà mình cũng từ chối khá là nhiều người vì chuyến đi của họ có mười mấy ngày thôi, nó khá là ít. Thì khi nào, không phải là mình bỏ qua, nhưng mà khi nào mình kinh doanh được hơn, mình có nhiều tiền hơn, cái quỹ mình to ra nhiều hơn thì mình sẽ hỗ trợ luôn cả những cái phân khúc mà đi ngắn ngày. Ví dụ bây giờ là 30 ngày trở lên thì nó sẽ là 20 ngày trở lên chẳng hạn ha. Chắc chúng mình cũng chỉ là chắc là tụi mình sẽ mong là tụi mình bán được nhiều hàng để mình có thêm cái quỹ ha, để hỗ trợ cho các bạn đi thôi. Rồi đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Thì có bất kỳ thắc mắc gì bạn cứ bình luận bên dưới để đáp nha. Bye bye.